Kể từ sau khi mẹ tôi bị mù, tôi ngoan hơn hẳn, cố gắng không nghịch ngợm nữa, nhưng đương nhiên cũng chỉ ở mức là cố gắng mà thôi. Ông chủ tôi ngày ấy có nuôi một con chó được đặt tên là Vàng. Lão ấy là nỗi ám ảnh của tuổi thơ và các anh chị của tôi. Trước mặt ông chủ, lão ngoan lắm, luôn tỏ ra hiền lành và vâng lời. Cũng giống như con người, trẻ con thì sợ ông kệ mẹ mỉm, còn chúng tôi lũ gà con thì sợ lão Vàng lắm. Đối với ông chủ, lão hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì đối với chúng tôi, lão lại độc ác và danh mãnh bấy nhiêu. Lão lười biếng, chỉ ăn và làm lim dim ngủ. Hòa hoàn lắm, có người lạ vào thì lão mới cất móp sủa lên được 2-3 tiếng. Khu đất trống chúng tôi kiếm ăn và dãy nhà ông chủ xây cách chỗ lão Vàng ở một khoảng xa, nhưng mỗi lúc ông chủ, bà chủ vắng nhà, cậu bé con đi học thì chính là lúc lão lộ ra bản chất độc ác. Lão mò đến khu đất mẹ dẫn bọn tôi đi ăn và ngồi dịch, chỉ trực sơ hở thôi là phi đến vồ lấy chúng tôi để nhai ngấu nghiến. Gà con là món ăn khoái khẩu của lão. Có hôm chúng tôi đang chơi đùa kiếm ăn thì lão bất ngờ xuất hiện. Mẹ tôi hoảng hốt hét lên gọi chúng tôi chạy về chỗ mẹ, nhưng không may anh Sám Hồng của tôi hôm ấy đi kiếm ăn xa nhất, lão trông thấy và phi đến chỗ anh Sám. Mẹ tôi vội nhìn thấy, chạy đến để cứu lấy anh tôi. Lũ chúng tôi đứng nhìn hoảng sợ, khóc thét lên, cầu mong lúc ấy ông chủ về. Nhưng tất cả diễn cảnh diễn ra quá nhanh, lão Phong đến vồ lấy anh Sám, nhai ngấu nghiến. Mẹ tôi đã không kịp bảo vệ anh, và thế là mẹ mất con, chúng tôi mất người anh cả. Sau cú sốc ấy, mẹ tôi suy sụp, còn chúng tôi sợ lão Vàng đến mức ám ảnh. Ông chủ về nhà đếm thấy thiếu quân số thì lập tức đi tìm xung quanh, nhưng ông chỉ nghĩ là anh Sám Hồng đi lạc rồi bị người ta bắt mất, hay là bị chó nhà hàng xóm ăn thịt. Ông có ngờ đâu là con chó hàng ngày ông vẫn yêu thương lại chính là thủ phạm. Những lần ông chủ cho chúng tôi ăn, nâng niu, ngắm nhìn và nói chuyện, tôi không phải là con người, tôi không nói được. Nếu không tôi đã mách ông chủ đánh cho lão Vàng kia một trận đòn như tử. À, mà đánh nhẹ thì đánh nhẹ quá, có đánh thì có trả lại được anh Sám Hồng cho tôi đâu. Chỉ mong sao cho lão biến mất khỏi nơi đây, để chúng tôi được yên ổn. Nhưng lão danh mãnh quá, làm sao ông chủ biết được điều này mà bảo vệ chúng tôi. Mẹ tôi thì mỗi sáng đều cố gắng lắng nghe ông chủ, bà chủ nói chuyện, xem hôm nay cả nhà có ai ở nhà không. Nếu tất cả đi vắng, có nghĩa là mẹ sẽ phải canh gác cẩn thận hơn, dặn dò chúng tôi kỹ hơn là không được rời khỏi tầm mắt của mẹ. Nếu không, sẽ bị mẹ phạt, hoặc là có kết cục giống anh Sám Hồng, làm gọn trong bụng lão Vàng. Có hôm lúc tờ mờ, mẹ tôi đã dặn dò chúng tôi là hôm nay ông bà chủ vắng nhà, mỗi đứa phải tự cảnh giác cẩn thận với lão Vàng. Tôi đang lim dim làm phơi lắng sớm thì có tiếng chị bịp la hét là lão Vàng đến. Tôi bật dậy nhìn thấy lão Vàng ngay sau lưng. Tôi lúc ấy nghĩ mình sẽ chết, chân vừa chạy cánh vừa bay, nhưng ngay lúc ấy mẹ tôi lao đến. Lần này mẹ đã kịp tung cú đá vào lão Vàng. Lão dừng lại gầm gừ nhanh lành dọa mẹ tôi, nhưng bản lăng gà lòi và tình mẫu tử, mẹ tôi đã lao đến sống chết với lão. Lão vồ lấy mẹ tôi cắn một phát chảy cánh, nhưng không sợ, mẹ tôi vẫn lao vào đá tới tấp vào mặt lão. Lão danh mãnh nắm lên nhắm tình hình không ổn, lão bỏ đi, và chắc chắn không phải vì sợ mẹ, mà cái não vàng đấy là sợ ông chủ của tôi sẽ biết ra sự thật. Tôi thoát chết trong tích tắc, tim vẫn đập thình thịch, mặt không còn giọt máu nào. Mẹ thì đã bị thương ở cánh. Chúng tôi và lũ gà con yếu ớt lại quây quanh mẹ, khóc và run rẩy sợ hãi. Đến trưa ông chủ về, thấy cánh mẹ tôi bị thương, ông mang mẹ tôi vào bôi thuốc cho và cho chúng tôi ăn mớ cá ông vừa bắt ngoài đồng. Bà chủ thường bảo, ông chăm lũ gà hơn chăm con mọt. Ông chỉ cười xòa bảo, bà cứ kệ tôi. Mấy ngày hôm sau lão Vàng đi ra ngoài ngõ, bị bọn trộm chó bắt đi. Cả nhà ông chủ buồn mấy ngày liền, còn chúng tôi thì vui mừng, nhảy nhót. Ôi, thế là từ nay tha hồ mà phơi nắng lim dim, tha hồ mà chơi đùa chạy nhảy, mà không sợ lão, lỡ rồi. Tôi nghe mẹ tôi kể, bố tôi ngày trước cũng bị trộm mất lúc ông bà chủ vắng nhà. Bố tôi ngày xưa là bạn của ông chủ tặng cho để về gây giống. Thời thanh niên cũng vang bóng chiến trường,
Bạn của ông chủ được người ta gọi là tay chơi vì ông quý. Bạn của ông chủ được người ta gọi là tay chơi vì quý ông là nông dân thật thà hiền lành, lên tặng bố cho ông ta về nuôi. Ngày mẹ tôi lên ổ ấp cũng là ngày bố tôi rời xa chúng tôi. Tôi không như cái thằng tía hàng xóm, có bố chỉ dạy từng đường quyền, bài cước. Đôi lúc tôi cũng thèm có bố như nó. Sau này ông chủ tôi đi mua một gã khác về thả vào vườn. Từ đó tôi có dượng. Ông này đẹp trai lắm, nhưng võ nghệ chắc chắn thua xa bố tôi. Tôi nghĩ thế và cũng tin là thế. Sau vụ lão vàng độc ác kia, những tưởng chúng tôi sẽ được sống yên ổn với tuổi thơ và từng ngày lớn lên, nhưng cuộc đời luôn luôn như ta không được mong đợi. Dịch bệnh kéo dài, lúc giao mùa, xung quanh nhà, lũ gà hàng xóm, ốm, hàng loạt. Ông chủ lo lắng nhốt chúng tôi không cho đi ra ngoài nữa, nhưng việc gì đến cũng phải đến. Các anh chị tôi bị bệnh, lần lượt mất, tôi là đứa ốm yếu gầy gò nhất, nhưng lại bị bệnh sau cùng. Con người có câu, lồi đồng thì mất, lồi đất thì lại còn. Ông chủ chạy khắp các tiệm thuốc, thú y, tìm thuốc cứu chữa chúng tôi. Mẹ tôi thì được nhốt riêng vì chúng tôi đã lớn. Mẹ lại đang đẻ lứa em và chuẩn bị ấp. Cả ngày tôi chỉ nằm lim dim, sốt ly bì khó thở, chảy nước mũi, chảy dài. Tôi sẽ chờ chết như các anh chị tôi nghĩ thế. Chiều ông chủ lại đi làm về, không kịp thay bộ quần áo đầy bụi đất mà ra chuồng nhặt xác chị bì cho vào túi bóng gói ghém cẩn thận. Tay kia thì nhấc tôi lên, mang ra giỏ xe đạp. Chiếc xe đạp cọc cạch được dắt ra ngoài. Chuyện gì thế này, chẳng nhẽ ông chủ lại đành lòng mang tôi vứt đi ra ngoài đồng. Tôi chưa chết mà, tôi vẫn còn thở, vẫn còn nhìn ông. Chiếc xe cọc cạch lăn bánh, người đàn ông gầy gò cong lưng cố đạp xe cho nhanh qua hết con đường lạ. Đến đường lớn, mặt tôi lặng trĩu lim dim, không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa. Bỗng ông chủ dừng lại trước một cửa hiệu thuốc thú y. Ông nhấc tôi lên và cả gói đựng xác chị bị. Tai tôi đã bắt đầu nghe tiếng vo vo, dường như cuộc sống đang xa dần. Tôi cố nhìn vào và cố nghe. Người đàn ông từ trong cửa hàng bước ra đón lấy các gói có xác của chị tôi, mang vào nhà mất hút. Còn tôi vẫn nằm ở trong giỏ xe đạp, thoi thóp thở từng nhịp. Ông chủ đứng đó, chốc chốc đưa mắt nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng. Nét mặt gầy gò, đôi mắt sâu đầy lếp nhăn cuộc đời. Nhìn tôi rồi khẽ nói, cố lên nhé, tao sẽ cứu được mày. Chỉ lúc trước thôi tôi đã nghĩ ông mang tôi vứt ra đồng, nhưng không, ông đang cố nhờ người đàn ông kia tìm ra bệnh của tôi. Tôi không nhớ là bao lâu nữa, đến khi người đàn ông kia ra thì trời đã tối mịt. Mắt tôi cũng tối sầm lại, bây giờ tôi chỉ nghe mình thở thoi thót từng nhịp. Ông chủ mang tôi về nhà để tôi làm lên tấm vải. Ông lấy vật gì đó đâm vào da trên cổ tôi, dường như có thứ gì đó đang chảy vào máu của tôi. Tôi đau và ngất nịm. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ là mình đã chết. Sáng sớm hôm sau, những âm thanh quen thuộc của ngày mới vọng lại vào tai tôi. Tiếng bà chủ gọi cậu nhóc dậy đi học. Tiếng đàn lợn đang kêu đói inh ỏi. Tiếng loa phát thanh mở chương trình thể dục buổi sáng. Tôi bừng tỉnh, không tin được là mình vẫn còn sống. Toàn thân tôi đau ê ẩm, mũi đã không còn chảy nước, nhưng tôi vẫn khó thở và sốt cao. Chỗ vết đâm hôm qua vẫn đau lắm. Ông chủ mang cơm và đút cho tôi ăn, vì tôi không thể tự mổ và ăn được. Tôi vẫn yếu lắm. Vừa cho tôi ăn, ông đổ một thứ nước màu vàng vào cổ họng tôi. Tôi cố vải mỏ vì đắng lắm, nhưng chưa kịp vải mỏ thì nó đã chui tột vào cổ họng. Đắng và có mùi thật kinh khủng, tựa như mùi của phân nốt thạch sùng. Trước khi ông chủ rời khỏi chuồng, ông chủ nói với tôi, mày đã thoát khỏi thần chết, bây giờ hãy cố gắng lên nhé. Nếu ông trời không bắt mày phải chết, có nghĩa mày sẽ có ích cho cuộc đời. Nhớ đấy nhé, chiều tao về, tao muốn thấy mày khỏe và tự ăn được. Xong xuôi ông ta lại ra đồng. Dần dần tôi khỏe lại, nhưng các anh chị của tôi không may mắn được như thế. Họ đều đã bỏ tôi đi vì dịch bệnh quái ác. Tôi càng lớn lên, cơ bắp càng to khỏe, nước da đỏ chót, cặp cửa bắt đầu nhú. Đôi cửa đen tuyền và ở gần thới, rất giống bố tôi. Tôi đã không còn là cậu bé gầy gò, nhất đàn nữa. Giờ đây ông chủ đã cho tôi ở một cái nhà riêng,
thoáng mát, và ngay bên hông nhà đập cánh vươn vai, tôi cất tiếng gáy đầu đời.